Thông tin tại hội thảo triển lãm Việt Nam Finance 2018 với chủ đề Chuyển đổi số ngành tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, Bộ Tài chính đã chủ động tham gia cách mạng công nghiệp 4.0 và tiến tới mục tiêu ngành tài chính đóng vai trò kiến tạo, kết nối, chia sẻ dữ liệu và các nền tảng số hóa. Thứ trưởng Vũ Thị Mai khẳng định, Bộ Tài chính đã chủ động, kịp thời ban hành nhiều chương trình, kế hoạch nhằm triển khai các chủ trương, định hướng của Chính phủ về cách mạng công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực tài chính ngân sách. Cụ thể, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã ban hành nghị quyết về việc triển khai ứng dụng công nghệ của cách mạng công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực tài chính, ngân sách với mục tiêu Bộ Tài chính chủ động áp dụng các thành quả công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, xây dựng nền tảng quản trị thông minh, cung cấp các dịch vụ tài chính thông minh, tham gia tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế số. Đến năm 2025, Bộ Tài chính hoàn thành xây dựng tài chính điện tử và cơ bản thiết lập nền tảng tài chính số hiện đại, bền vững, công khai, minh bạch, dựa trên dữ liệu lớn, dữ liệu tài chính mở và hệ sinh thái tài chính số. Việt Nam cần ban hành một cách đồng bộ các cơ chế chính sách phát triển các ngành lĩnh vực liên quan đến cuộc cách mạng công nghệ 4.0, trong đó có chính sách tài chính để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Hiện nay các chính phủ trên toàn cầu nhận ra tầm quan trọng của chính phủ số là bước phát triển cao hơn tiếp theo sau chính phủ điện tử. Như vậy, chính phủ số đầu tư vào các công nghệ mới thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư như internet kết nối vạn vật, công nghệ chuỗi khối, công nghệ di động, điện toán đám mây, dữ liệu lớn và với mô hình phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo để hợp lý hóa hoặc cải cách các quy trình quản lý theo công nghệ mới, từ đó cho phép chính phủ có khả năng đổi mới công tác quản lý dịch vụ công mang lại hiệu quả, mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp. Thực tế cho thấy, Bộ Tài chính đã triển khai hiệu quả một số hệ thống thông tin tài chính quy mô lớn, đóng vai trò nền tảng trong hoạt động tài chính. Điển hình như ngành thuế đã triển khai ứng dụng khai thuế điện tử tại 63 trên 63 tỉnh, thành phố, đạt 99,93 tổng số doanh nghiệp. Số doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử đã đạt 97,9%. Hơn 99,65% doanh nghiệp đã tham gia thủ tục hải quan điện tử. Tại 100% các đơn vị hải quan, kho bạc nhà nước vận hành thành công hệ thống TAPMIS. Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho rằng, để tận dụng được cơ hội, hạn chế thách thức và chủ động tham gia cách mạng công nghiệp 4.0, Việt Nam cần ban hành một cách đồng bộ các cơ chế, chính sách phát triển các ngành, lĩnh vực liên quan đến cách mạng công nghiệp 4.0. Trong đó, hệ thống chính sách thuế và tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc huy động, phân bổ nguồn lực và hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.